tạo bằng cách này, chị vào danh mục, Này. vào vật tư hàng hóa, vật tư hàng hóa, Từ hàng hóa vào vật tư hàng hóa. Trong vật tư hàng hóa, trên phần mềm Misa này, nó chứa tất cả các loại hàng hóa, nguyên vật liệu, dịch vụ và công trình, tất cả đều vào đây hết. Thế thì bây giờ cách khai báo mã thành phẩm như sau, chị bấm vào thêm. Vâng, căn cứ vào hóa đơn chị gửi cho em. Em Panel thì đang có là panel đúng không? đúng rồi, panel đây, panel SPC dày 75 mm đây này. Thì cho em hỏi một tí là bên chị có một loại panel này hay nhiều loại? Mà sản xuất như vậy nhưng mà bên em có độ độ dày khác nhau, thì Rồi. 50, 75, 100 À, rồi, rồi, ví dụ rồi. vậy. Thì cái đầu vào cũng có những cái vật tư cũng vậy, 50, 75 luôn, theo tương ứng với cái đầu À, rồi, rồi, ok ra chị. Vậy bây giờ này nhá, mình sẽ tạo này. Mã thành phẩm. Một là mình để TP. Panel. Ví dụ như loại 75 thì em ký hiệu là thành phẩm panel 75. Đúng không ạ? Tên chỉ đánh cho em đi. Dạ, FS dạ vâng, đúng rồi đấy ạ. Vâng, chỉ đánh vào đây. Giống như cái hóa đơn mà chị đang gửi cho em đấy. Tính chất chị chọn cho em là thành phẩm ạ. Đúng chắc chắn có. Nhóm vật tư hàng hóa chị chọn 3 chấm ở đây. Chị chọn cho em là TP. Em giải thích vì sao mình lại phải chọn nhóm nhé. Vì khi xem báo cáo tồn kho ấy, mình sẽ chọn nhóm. Nhóm vật tư thì mình chọn nhóm vật tư, nhóm hàng hóa thì mình chọn nhóm hàng hóa, và nhóm thành phẩm thì mình chọn nhóm thành phẩm, và nó có rất nhiều tác dụng trong việc xem các loại báo cáo theo ba hướng. Đúng rồi, hàng hóa, vật tư và thành phẩm. Tương nhiên vật liệu là có phải là đầu vào của mình là lợi dụng để sản xuất không? Đúng, chính là 152 đấy. Thế còn kim hạ Như vật liệu HH. đúng không? Còn 156 là hàng hóa rồi. Đúng rồi, cho nên là không thì nguyên vật liệu này, hoặc là mình có thể chọn là VT, vật tư hàng hóa cũng được thay cho nguyên vật liệu, giống như hôm nọ chị nhắn tin cho em đấy, thì em trả lời là VT đấy, thì chị chọn VT rồi thì cũng được nhá. Đồng ý ở đây, chị hiểu ý nghĩa của nhóm rồi gì? Đơn vị tính chọn luôn mét vuông. Đó. Kho ngầm định 155. Tài khoản kho 1551. 1551 rồi. Tài khoản doanh thu. Từ từ thì em nói từng cái một. Tài khoản doanh thu em phải sửa lại là 5112. À, vì sao ạ? Bởi vì là trong thương mại thì 156 đi với 5111. Thì trong sản xuất bán ra các thành phẩm mà mình sản xuất được ấy, thì em sẽ ký hiệu là 155 đi với 5112. Chị hiểu chưa ạ? Nó có tác dụng hết đấy chị ạ. Để sau này ấy, khi mà chị xem một bộ báo cáo tài chính, chị sẽ hệ thống cho nó làm 3 mảng trên một cái báo cáo. Bởi vì khi quyết toán thuế, nếu như mình trình bày ban đầu mà một cơ quan thuế vào ấy, người ta sẽ xem đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Người ta hỏi mô hình hoạt động của bên mình bao gồm những gì. Đó, thì chị phải biết được là bảo khi trong đăng ký kinh doanh của mình thì rất nhiều, nhưng mình nói sơ qua là họ đã hỏi khi mà chị đưa ra như những vấn đề như thế thì họ sẽ bảo ngay là hãy trình bày cho cái sổ doanh thu của bán hàng là bao nhiêu, doanh thu của thành phẩm là bao nhiêu và doanh thu của dịch vụ là bao nhiêu. Thì chị phải đưa ra đúng hệ thống như em đang giảng cho chị luôn, chứ không phải như các kế toán tất cả cho vào 511, tất cả cho vào 632. Thì khi đó cơ quan thuế vào ấy, chị sẽ không có cái gì để bóc tách ra ấy, thì rất là mệt. Nên là ở đây mình sẽ phải chọn tương ứng cho em nhá. Và tương ứng với nó là tài khoản chi phí. Tài khoản chi phí này có hai hướng. Một là cái gì mà gắn với, ví dụ như thành phẩm là và hàng hóa mà mình xuất ra được mà tính luôn được giá thành. Chị hiểu chưa? Tính luôn được giá thành thì mình sẽ chọn tài khoản là 6332. Ví dụ như 155 thì gắn với 6322, mà 156 thì gắn với 6321. Và nhưng mà 152 thì lại gắn với 621 theo thông tư 200, đúng không ạ? Và thông tư 133 thì lại 152 thì lại gắn với 154 tài khoản chi phí. Cho nên cái tài khoản chi phí này mình phải hiểu nó là gì, gắn với từng cái kho đấy chị nhá.
Thôi cho chúng ta hỏi lại cái công trình của mình là 1 năm 2 đúng không? Công trình thì cái chi phí là 1612 đúng không? 621. Nếu là vật tư. Vâng, còn nếu là một tùy đấy chị ạ, tức là cái tài khoản chi phí này chị này là mình trong đầu của mình sẽ định khoản các cái bút toán tương lai cho nó như thế nào thì mình sẽ ngầm hiểu là tài khoản chi phí tương ứng. Thế tại sao lại 155 lại đi với 6322? Vì sao nhỉ? Vì là cái sau này sẽ có một cái định khoản nợ 6322 có 155. Tức là sau khi chị tính ra giá thành xong ấy thì nó sẽ tự tính được cho mình là giá vốn của cái thành phẩm này. Có đúng không ạ? Rồi, chị hiểu kỹ vào thì sau này chị mới làm nó mới dễ. Nhá. Rồi, chung làm nhớ nhớ thuế suất là 10%. Tí nữa em sẽ nói lại cho chị thêm một chút nữa về cái chỗ nguyên vật liệu và hàng hóa. Chị hình dung ra. Đây. Thuế suất là 10%. Cất nha. Được chưa ạ? Vâng. Tiếp tục, nếu mà chị sẽ khai báo thêm một cái mã thành phẩm mới, chị chỉ cần bấm phải chuột nhân bản. Nhân bản nghĩa là tất cả những cái mặc định phía dưới này của mình là hoàn toàn đúng rồi. Chỉ còn lại là tên và mã nó khác thôi. Chị hiểu em chưa? Thế còn chị, em sẽ nói lại cho chị cái chỗ này. Đây có phải hàng hóa của chị không? Làm cho công trình, mua về để làm cho công trình đúng không? Mua cái về là cái hai cái, một là công trình, thứ hai là mình rồi em sẽ đại diện là một cái xuất bán đi. Nếu khi nào chị bảo cái này vào công trình, em sẽ dạy chị cách chuyển kho, tức chuyển từ kho hàng hóa sang kho vật tư rồi xuất vào công trình. Còn khi nào bán thì mình sẽ bán thẳng luôn. Vậy mình đúng sẽ rồi. Mình sẽ, nếu mà những cái vật tư nó là vừa bán vừa cho vào công trình thì chị đại diện cho nó một cái là bán đi, là bán hàng đi. Thì chị làm như thế này, chị hiểu đó là kho ngầm định là 156 rồi. Mỗi hóa đơn cho mình đưa thẳng một là bán hẳn một hóa đơn luôn, hai là mình đưa thẳng công trình luôn, mình không tách ra. Vẫn được đúng không? Được, nhưng không sao, vấn đề chỗ là em đang muốn giải thích cho chị là về cái bản chất ấy. Thì kể cả chị cho thẳng vào, tức là cho thẳng vào công trình đấy luôn cũng không sao hết. Nhưng bây giờ đã, dù cho thẳng hay nhập kho thì cái cách khai của chị ấy vẫn đảm bảo như thế này luôn. Hiểu ý em không? Rồi, đây là về hàng hóa nhá. Thế còn về vật tư ở đây đúng không? À đây không phải vật tư, cho em nhôm đây. Về vật tư đây. Vật tư này thực ra ấy, cái tài khoản chi phí chị không cần gắn cũng được. Thì khi không gắn thì khi vào kho về sau nhá, em ví dụ này, nhôm 02 nhá. Vì sao em phải gắn? Em nói lại này, cái mà cái mục đích của chị gắn cái mã tài khoản chi phí vào đây có nghĩa là cái nhôm này chị đang định cho vào công trình đúng không? Tức đúng công ty này vừa sản xuất là vừa có công trình, thì chị gắn tài khoản chi phí là mặc định cho nó là sau này nó sẽ vào công trình đúng không nào? Nhôm 02 thì tại sao cái tài khoản chi phí lại là 6212? Em cho ví dụ này nhá. Đây chị vào phần kho ở đây nhá. Xuất kho, tức là bài này buổi này chị em chưa giảng vấn đề này, nhưng em lấy cho chị ví dụ để chị hiểu là cách khai báo tất cả các loại mã. Ở đây là phần phiếu xuất kho, chị chọn cho em là sản xuất được không ạ? Sản xuất chị chọn người nhận là ai, chị ví dụ như là tên của chị hay tên một kho nào, người kho nào đó, em nói là nhân viên nào đây, chị chưa khai nhân viên đúng không? Chưa khai nhân viên đúng không? Chưa khai nhân viên, từ từ em sẽ khai một người nhân viên tạm để nói về vấn đề này luôn. Và đồng thời chị cũng phải bổ sung cho em luôn nhân viên nhá, vào danh mục này, đối tượng này, nhân viên đây, mình thêm em ví dụ nhân viên 01 nhá. Cái gì đấy chị ghi cho em một tên nào đấy đi. Thế mình vào kho, mình vào xuất kho ở đây, chọn mã hai nhỏ là sản xuất, người nhận là nhân viên Chiến. Ngày ở đây thì tí nữa mà em sau này phiếu đấy thì em sẽ nói sau, nhưng đại loại là mình chọn nhôm 02 đúng không nào? Nhôm 02 như lúc nãy em vừa mới mở ra thì phần mềm sẽ tự động luôn này, kho đi từ kho 152, bởi vì mình nhập từ kho 152. Chị hiểu chưa nào?
Bởi vì mình đang kho là 1 năm 2, vì mình ngay từ nguồn của nó cũng là 1 năm 2. Thế cái đầu mà chị nhập đây là kho 1 năm 6 thì đương nhiên nguồn của nó cũng sẽ là 1 năm 6. Mà 1 năm 6 chỉ để bán thôi, chứ 1 năm 6 ít đúng khi rồi. mà cho vào công trình. Cho thì vẫn được nhưng không không hay lắm, đúng không? Mình nên chuyển sang 1 năm 2 rồi mình cho, để cho nó có một cái logic. Nợ 6212. À đây, tại sao chị ơi, đây đây là chi phí đưa vào công trình nhá, thì mình cho vào nợ 6212 có 152. Chính vì thế tại sao cái nguồn khai ban đầu em chọn tài khoản chi phí lúc này lại là 6212. Còn nếu trong trường hợp cái chỗ này chị bỏ qua đi nhá, đối với nguyên vật liệu thì chị mới được bỏ qua, còn đối với hàng hóa và thành phẩm chị bắt buộc phải gắn vào. Chị hiểu em không? Thì nó sẽ đúng. Nếu như chị bỏ qua thì ở đây nó sẽ trống. Trống thì trong đầu chị phải tự định khoản lại là 621 mấy đó. Chị hiểu chưa? Rồi. Có 152. Và lúc này mình sẽ đánh số lượng vào đây. Và sang thống kê, mình sẽ chọn là cho công trình nào. Được không ạ? Rồi. Rồi. Bây giờ em dừng lại vấn đề này ở đây. Em chưa dạy đúng không? Từ từ. Đấy là nói sau cho chị hiểu thôi. Bây giờ em sẽ sang cái vấn đề chính, là mình đang vừa mới khai báo cái mã thành phẩm, đúng không? Khai báo mã thành phẩm. Bước 2, chị vào kho cho em nhá, nhập kho. Đúng. Thực ra trong kế toán sản xuất nó sẽ có quy trình là, trên thực tế nhá, là mình sẽ phải nhập nguyên vật liệu này, xuất kho nguyên vật liệu này, tập hợp chi phí lương này, phân bổ công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định, tính phân bổ các chi phí, rồi tính giá thành, rồi nhập, mới nhập kho thành phẩm. Đúng không? Đấy trên thực tế nha. Nhưng trong phần mềm thì lại đi khác đấy. Có nghĩa là mình lại phải nhập kho trước rồi tính giá thành sau. Chị hiểu em chưa? Thì nó mới tính được. Cho nên là bước này chị tạm làm cho em về phần nhập kho thành phẩm. Thì chị cũng vào kho, nhập kho thành phẩm, chọn một nhỏ nhập kho thành phẩm. Được chưa ạ? Thế thì ở đây người giao hàng thôi, lấy một nhân viên vừa nhập vừa xuất luôn, coi như là kho. Thành phẩm mình vừa mới tạo xong, TP, em hay làm việc theo kiểu đấy. Nợ 155 có 154, số lượng bao nhiêu? Thì trên hóa đơn bây giờ tạm thời chị sẽ sản xuất đủ để bán cái đã. Do đó ở đây chị sẽ đánh cho em cái số lượng trên hóa đơn mà chị đang làm ví dụ với em nào. Để em nói sang bước thứ 3 thì chị làm nốt cho em phần bán ra. Còn cái bên em. Vâng, cái hóa đơn mà chị gửi cho em đấy. 45,86 mét vuông ạ. Đây. Ngày 20 tháng 5 2017 ạ. 20 tháng 5 hả? Vâng ạ. Rồi, 45. Vâng. 45,86 đúng không? Đúng rồi, 45,86. Đơn giá 300 ạ. Số hóa đơn 91 nhá, chị có thể mở ra. Số hóa đơn 91 để tí nữa còn hướng dẫn em, còn hướng dẫn luôn hải toán bán hàng. Rồi. À không, đơn giá này là đơn giá trên hóa đơn thôi. Em ở đây mình không cần quan tâm đến đơn giá bán. Vì sao? Đây là mình đang nhập kho. Còn khi nào xong quy trình tính giá thành nhá, đơn giá sẽ tự cập nhật lên đây cho chị. Không bao giờ đơn giá vốn và đơn giá bán bằng nhau đâu. Đúng rồi. Đơn giá vốn phải bé hơn đơn giá bán. Khi nào mình cân đối được như thế thì mới được nhá. Sang hai nhỏ thống kê. Đối tượng tập hợp chi phí. À, cái này em sẽ nói ở một cái bài giảng khác. Bởi vì sao? Em phải vạch định ra phương pháp giá thành của công ty chị. Rồi lúc đó em sẽ xây dựng là theo phương pháp giản đơn hay phương pháp tỷ lệ hay phương pháp nào. Thì đối tượng tập chi phí của nó sẽ liên đới đến các vấn đề khác. Em bỏ qua cái này. Hôm nào chị sửa sau. Cất. Tại vì là em không dám dạy nhiều quá, chị không nhớ được. Không nhớ đúng rồi. Ở đây phần mềm báo là thành phẩm chưa được chọn, có đồng ý không? Mình cứ đồng ý để mình xử lý cái bán ra cái đã. Chị hiểu ý em không? Mình đang làm ngược. Bởi vì bản thân chị đang làm lại báo cáo tài chính năm 17 ấy. Nên mình có quyền làm ngược ạ. Vâng. Kế toán cũ làm chị rắc rối nhá. Rồi, cái đầu mới mệt. Mệt, bây giờ mình không nắm được, lúc đó mình nắm luôn thì mình nhớ được, bây giờ nó không, không nhớ hết. Lâu quá mà 2 năm nay rồi sao nhớ được. Vâng, cái chuyện đúng rồi. Làm cho có thôi, mình giờ mình mới lỡ. Thế vậy chị là quản lý mà bây giờ tự nhiên lại phải làm lại thế này thì đương nhiên chị không nắm được. Tại 2015 á, mình cũng bị đập thuế mấy trăm triệu. Đó, cũng trường hợp này nè. Nhiều thế cơ à? Không có chịu làm hạch toán ra từng chi phí, rồi không thấy giá thành, không có gì, không đưa một cái chứng từ gì hết, mà chỉ đưa những cái giấy tờ mà báo cáo về
cái số liệu là trên thuế thôi, tờ khai thôi đó. Lúc đó là thuế hỏi xuống là mà chị cũng ngớ người, chị cũng không biết xử lý làm sao, mình thì không nắm được cái này nữa đó. Đâm ra là bây giờ thuế đập xuống rồi mình cũng không biết giải trình sao luôn đó, rồi lội ra rồi mình cũng chịu giờ sao giờ. Tại vì mình cả năm hiểu nhờ giúp giùm cho để mình hoàn thiện 27 trước đúng không, rồi cái 29 thì bây giờ nó 42 rồi, mình để nó đang rảnh thì cũng vô số liệu từ từ, ví dụ không hiểu gì nhờ em hỗ trợ giúp chị thì cũng một lần luôn. Vâng, nói chung là về cái năm 17 này thì em sẽ hướng dẫn cho chị hoàn chỉnh để làm lại, nộp lại báo cáo tài chính thôi, chị yên tâm. Nhưng mà phải làm đúng định hướng của em nhá, chứ không là lại sửa rối lên đấy. Đây chị sẽ sửa lại ngay đúng như ngày trên hóa đơn cho em đi. À, 15. Đúng rồi. Ô thì không, tức là kế toán không làm một tí sổ sách nào cả. Không, chỉ kê khai ra mà không. Doanh thu có nhiều không mà phạt nhiều chị? Doanh thu năm 13, 14, 15. 13, 14, 15 thì tính hồi ít lắm, hồi chưa sản xuất mà. Hồi đó mình có 3 năm khoảng mười mấy tỷ à. Hồi đó mình chủ yếu ở thương mại với lại công trình thôi, chưa sản xuất. Qua 2017 mình mới bắt đầu là sản xuất lận. À vâng. Đẩy hồ sơ rồi những đó mình nói chung là hồ sơ hóa đơn đầu vào thì không vấn đề gì, nhưng mà cái mà hạch toán mình không có, đúng không? Mình không đưa chi phí đâu được hết thì tính gộp chung lại luôn hết thôi. Coi như mình không ghi nhận đấy. Đúng, tức rồi, là mình không đúng ra rồi, sổ sách là không xác định được cái giá vốn này kia, đúng không? Đúng rồi, chứ coi như người ta coi như mình không có. Thế nghĩ mình lời nhiều, đúng không? Rồi mình nghĩ là chi phí như vậy mình né, thực tế là chi phí rất là nhiều. Mà không đưa được rồi chứng nhân chứng từ nào vô công trình nào hết. Đó, tiếp mình, thì đó mình nói hồi mà cứng nửa luôn, không biết nói gì luôn. Giờ nhờ chị xem làm, chị cũng để máy cả tuần trời luôn. Thế cũng dễ, đó là cho thời gian để mình xử lý. Nhưng mà chỉ là một tuần trời, chị không biết đây quay đúng một tuần trời, không biết làm gì luôn. Cũng chả đưa một cái giải trình gì hết. Rồi bữa trăm mới ra mặt rồi. Tìm bên nào để giúp, ví dụ như là học như bên em đây, hồi đấy. Thì đó, không tìm được đó. Không, hồi mình không có biết được, mình nghĩ là chị đó là cứng, chị mình đi làm thôi, chị cũng nhiều cũng kinh nghiệm cũng có, nhưng mà cứ chị làm chung chung thôi chứ không làm từng hạch toán từng công trình như mình, hiểu không? Những người thay ở khai thuế được, cũng khai báo cáo quyết toán được luôn, không phải là không được hết, nhưng mà không có làm chi tiết như mình đó. Tức là vẫn có lên sổ nhưng mà không chi tiết, đúng không? Đúng rồi, lên sổ hết đầy đủ hết, cũng kê khai đầy đủ nhưng mà không chi tiết, thì từ cái không chi tiết đó thì mình đấy kiếm chuyện với mình được. Cho nên là trong quá trình hạch toán, cái việc mà hạch toán chi tiết nó cực kỳ quan trọng luôn đấy. Chẳng biết cho nên là bây giờ chị cũng ráng cố gắng học á, để mà mình nắm được cái cơ bản rồi sau này làm dụng mình đưa vô cái nào cho nó dễ, cái phần mềm hỗ trợ mà cũng đỡ, biết không? Vâng, quan trọng là có quyết tâm thôi chị ạ. Còn khi mà quyết tâm thì mình tất cả mọi vấn đề đều làm được hết. Chị cố gắng. Nói chung lúc đầu hơi khó khăn, mình cũng mở ngỡ. Hồi xưa là Excel không à, đâu có làm phần mềm đâu. Excel thì mình đầy đủ hết. Cái phần mềm là mình hơi rối rồi. Rồi. Thì bây giờ cố gắng nhờ cô giúp giùm. Vâng ạ, rồi ạ. Bên em nói chung chị cứ học đi. Bọn em không học, bên em ép cho học ấy. Vậy thì tốt. Vâng, phải đăng. Nhưng mà mình rảnh được rồi buổi chiều. À, sáng thì việc nhiều lắm, không xử lý, không làm học được rồi đó. Mình xử lý được. Vâng, nên là thì bảo em cứ phải nhắn tin hỏi chị là có rảnh không để em dạy đấy. Chứ không phải là nói là các chị nộp được phí xong rồi thôi, không học đâu, không dạy đâu. Không học là ép cho học cho xong ấy. Chuẩn bị tinh thần. Người ép học cho em được. Giờ thằng cánh học quên không nhớ, giờ cô giúp lại. Nhiều khi nhiều quá cũng nhớ lỗi. Vâng ạ, từ từ được. Vâng, đồng ý nhất trí ạ. Cái ngày này nhà chị đổi lại cho em nhá. Là 2017 đi. Mình đang làm năm 17 mà, đúng không nào? Với lại chị em sẽ dạy chị một cái kinh nghiệm là để là cho nó khỏi sai nhá. Đây, chị làm xong cái này đi. Cất nhá. Rồi, thì nếu như phần mềm nó báo luôn là cái năm nay là năm 17 mà trong khi đó thời điểm bây giờ là năm 19, kệ nó, mình hạch toán kìa đã, đồng ý. Và ở đây nó đang hỏi mình đối tượng thầu chi phí mà phần này em chưa giảng, cho nên là mình cũng tạm cất kìa đã. Cứ nhớ là phần nào em giảng rồi chị phải ghi lại sau buổi học cho em. Nhá. Thì đúng rồi, tí nữa ghi lại hết, phải có một quyển vở, một cái bút và một quyển sổ ở đấy đấy. Ghi lại hết thì sau này khi mà có vấn đề gì em chỉ cần nói lại à, bài này
em đã giảng chị ở buổi mấy rồi, chị mở lại là chị sẽ thâu tóm được kiến thức nhá. Chứ kể cả mình có nhớ được nhưng mình cũng không thể nào không ghi. Và khi mà để cho phần mềm khỏi hỏi nữa thì bấm vào cái ngày hạch toán này. Đấy chưa? Để cho em về năm 17 cái. Bởi vì mình đang mục đích là lập lại báo cáo tài chính năm 17, phải không? Cho nên là bỏ ngày về năm 17. Thế sang năm 18 mình lập báo cáo năm 18 thì mình cũng bấm vào đây là năm 18. Và năm 19 thì mình cũng bấm vào năm 19. Mình lấy ngày nào? Ngày 1 tháng 1. Ngày nào cũng được hết. Mà ngày nào cũng được, bởi vì ví dụ như chị đang hạch toán ở đây là tất cả hóa đơn tháng 1 thì chị để cho em vào mùng 1 tháng 1 đi. Thì chị sửa mỗi cái chị sửa mỗi cái ngày thôi. Đúng rồi. Thì lúc đấy chị chỉ sửa mỗi cái ngày thôi, cái tháng là đúng rồi. Thế sang tháng 2 chị hạch toán chứng từ tháng 2 thì chị để là mùng 1 tháng 2. Thì chị sẽ sửa cái ngày thôi, còn cái tháng chị không cần sửa, cái năm chị không cần sửa nữa. Nó nhàn. Đúng chị? Thế bây giờ ví dụ như sau này mà khi chị muốn tìm lại cái phiếu chứng từ đó, ví dụ mình sẽ sang một bàn làm việc chung nha, mình không có một cái gì về kho, thế bây giờ mình muốn vào lại cái chứng từ đó, mình muốn xem lại chứng từ đó thì bằng cách nào? Chị vào kho ở đây nhá. Chị chọn nhập này, xuất kho ở đây chưa, chọn là năm nay, lấy dữ liệu lên, nhập xuất kho. Thì trong cái lấy dữ liệu này, nhập xuất kho này, nó bao gồm một là nhập kho nguyên vật liệu từ đầu vào của mình ý, từ hóa đơn của mình ý, nhập hàng hóa từ hóa đơn của mình, nhưng mình sẽ cần chọn cái loại này, quan trọng là cái loại chứng từ đây. Chị thấy chưa? Cái loại này, nhập kho thành phẩm. Nhập kho thành phẩm đó, thấy chưa? Những cái nhập này nó sẽ không bao giờ lên giá trị ngay lập tức ở đây được, bởi vì mình chưa hề tính giá thành cho nó, đúng không ạ? Chị hiểu rồi gì? Rồi sau khi chị hiểu vấn đề này, em sẽ đi sang bước thứ ba nhá. Em đang nói phải nhập kho thành phẩm cái đã, rồi bắt đầu để bán hàng đây này, bắt đầu để bước sang cái bước là bán hàng. Mục đích của bài hôm nay là em muốn giảng cho chị cái quy trình để chị hạch toán được cái hóa đơn bán hàng đấy. Bán hàng, bán sản phẩm đúng không? Nghĩa là bây giờ hôm nay là mình hiểu được vấn đề là đang mình sẽ nhập số lượng cái chứng từ là bán ra hóa đơn đúng không? Đúng. Nhưng mà cái này thiên về cái phần của là thành phẩm mà sản xuất thôi đúng không? Đúng rồi ạ. Khi mà bán hàng sản xuất thì mình phải chịu nhập số liệu kho đúng không? Không, đây, em ngắt lời một tí này. Bài giảng hôm qua em hướng dẫn cho chị là bán hàng hóa, bán dịch vụ nó đơn giản đúng không? Nhưng em bảo là riêng thành phẩm em không giảng cho chị hôm qua, em phải để hôm nay em giảng riêng một bài. Chị có nhớ không nào? Thì cái bán hàng nó rất đơn giản, nó có sẵn cái mã đúng rồi, hàng hóa mình đã mua vào rồi. Bây giờ mình chỉ việc xuất nó ra và bán, đúng không? Dịch vụ, mình tạo mã dịch vụ rất đơn giản, đúng không nào? Nhưng mà cái thành phẩm chị thấy nó lằng ngoằng không? Nó có tận mấy bước rồi, mấy bước rồi, chưa xong đúng không? Đúng rồi. Thế vậy thì có quy trình của nó. Bước thứ nhất là tạo mã thành phẩm. Bước thứ hai là gì? Nhập kho thành phẩm. Bước thứ ba là gì? Bán hàng hóa. Chị hiểu em không? Chị đồng ý như vậy không nào? Hiểu rồi, cái này hiểu rồi. Nói vậy đi. Đấy. Cho nên là em phải hỏi chị là hiểu không? Chị hiểu thì bảo là hiểu, mà không hiểu phải hỏi lại cái vấn đề không hiểu. Chứ đừng để là buổi hôm sau bảo em chị không hiểu cái buổi trước, như thế là mất thời gian của cả học viên cả giáo viên. Rồi, đến đây chị hiểu rồi gì? Tại sao mình lại phải nhập kho thành phẩm? Bởi vì nó có đâu để mình bán. Cho nên mình phải nhập nó rồi mình bán. Mình bán xong bắt đầu mình mới quay lại mình các cái vấn đề khác để tính giá thành, thì em hơi làm ngược một tí. Nhưng mà miễn sao chị hiểu là được. Được không ạ? Rồi. Mình phải đủ, em đang muốn xử lý đầu vào đầu ra cái đã, rồi từ đó em mới xử lý phần giá thành. Nhá. Bây giờ bước thứ 3 vào bán hàng. Chị cứ ghi tạm cho em bước thứ 3. Còn sau khi hình thành ra hết cả một cái báo cáo tài chính của chị rồi, em sẽ nói lại quy trình chuẩn của giá thành. Có thể đảo bước nhưng chị vẫn hiểu. Nhá. Đây là cách dạy của bên em là như thế. Vào bán hàng, click vào chứng từ bán hàng. Vâng. À, đến phần bán hàng này nhá. Thì nó cũng giống như là bán hàng hóa, bởi vì sao? Nó phải tính giá vốn của thành phẩm. Khi xuất bán là nợ 131 có 5112 có 3331 là giá doanh thu, đúng không ạ? Nợ 6322 có 155. Chị công nhận điều đấy không nào? 1156 chứ. Đây là bán thành phẩm nhá. Bán thành phẩm. Nợ 131
có 5112, 131, có 3331. Đúng không nào? Bước toán thanh thu. Nợ 131 có 5112, có 3331. Đúng không ạ? Rồi. Bước thứ hai, nợ 6322. Đúng không? 6, 3, có 155. Có 155, rồi. Chị hiểu không? Thế thì nợ 632 có 155. Thế 632, 155 không thể tính ngay được như là hàng hóa đâu. Bởi vì nó phụ thuộc vào quá trình tính giá thành của mình. Chị hình dung ra không? Nhưng mà cách hạch toán chứng từ bán ra ở đây thì bắt buộc vẫn phải bấm kiêm thiếu xuất kho ở đây. Vì sao? Bởi vì mình phải đẩy cái hàng tồn kho 155 của mình vừa nhập xong đi ra khỏi kho. Đúng ạ. Còn giá trị em chưa cần tính, em đang ghi nhận doanh thu nhá. Còn giá vốn nó đúng rồi, giá vốn nó cũng sẽ lên nhưng mà hồi sau sẽ rõ. Hiểu ý em không? Ở đây mình chọn là chưa thu tiền, chứng từ ghi nợ. Nếu trong trường hợp chưa thu tiền thì sẽ là tương ứng với chứng từ ghi nợ, đúng không ạ? Còn thu tiền ngay thì nó là phiếu thu. Tốt nhất cứ đưa vào chứng từ thu, chưa thu tiền cái đã. Sau đó mình hạch toán ngân hàng đối chiếu công nợ sau. Đó là cách làm của kế toán tổng hợp. Bây giờ chị khai cho em mã khách hàng của cái hóa đơn đấy đi. Em nói luôn cho xong nha. Đây, khách hàng. Cách khai báo này, khách hàng chấm. Chị mở cái hóa đơn số 91 chị gửi cho em đi. Chị khai mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế đây cho em. Rồi bấm cất. Khách hàng mà bà bán mà đen đúng không? Rồi. Đúng rồi, khách hàng của mình đấy. Không phải công ty Phú Long bán cho công ty. Khách hàng là khách hàng. Vâng, đúng rồi nhá. Được rồi, thôi được rồi, chỉ cần thông tin chừng đó là đủ rồi. Rồi. Lần sau khi mà chị cần chọn một cái thông tin khách hàng, chỉ cần đánh mã số thuế cái có thì nó xuất hiện, chưa có thì bấm dấu cộng màu xanh để thêm mới mã khách hàng. Rồi, ngày hạch toán và ngày chứng từ 20 tháng 5 2017. Diễn giải thì mình ghi là bán hàng hoặc là bán thành phẩm theo số hóa đơn bao nhiêu đấy. Đấy là cách chi tiết mà em hay hướng dẫn cho các bạn. Bán thành phẩm đi. Bán thành phẩm theo số hóa đơn bao nhiêu đấy. Nhá. Vâng ạ. Thì như vậy vì sao mình phải làm chi tiết? Bởi vì sau này in sổ ra ấy, nó đẹp, nó chuẩn và nó chi tiết. Thì người nhìn người ta cũng đỡ rắc rối. Mà khi quyết toán nó đi vấn đề rất là nhanh. Chứ sau này chẳng biết là bán hàng của hóa đơn nào cả, bắt mình giải trình, đúng không ạ? Nhá, vâng, đây. Chị sẽ chọn cho em số lượng đơn giá thành tiền, hai nhỏ thuế, đánh vào đây cho em. Rồi sang hóa đơn bên này, đánh số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn, kiểm tra lại ngày hóa đơn rồi cất cho em nhá. Mình đang coi lại cái phần bán ra quý 1 hả? Xem lại. Chị vừa làm xong cái hóa đơn bán ra em vừa nói đúng không? Đúng rồi. Muốn xem lại thì không phải vào đấy mà mình phải vào phân hệ bán hàng. Đây có nghĩa là muốn xem lại cái gì thì chị quan tâm đến cái dọc phía thành menu dọc này. Rồi. Đúng không ạ? Mua hàng thì vào mua hàng, quỹ thì vào quỹ, kho thì vào kho và bán hàng thì mình vào bán hàng nhá. Rồi chị bấm vào click đúp vào bán hàng ở đây. Sau đó chị chọn thời gian chị cần xem. Bấm vào lấy dữ liệu. Chị vừa mới làm được một cái duy nhất thôi. Và đúng như rồi, vậy thì cái rồi. Phần công trình hôm qua ấy chị làm tiếp. Và phần hàng hóa em đã dạy chị làm tiếp. Và phần thành phẩm chị làm được rồi. Như vậy chị đã hoàn chỉnh được cái gì? Phần bán ra. Nhưng em sẽ nhắc lại cho chị một tí. Em sợ chị quên. Đó là cái phần bán hàng ấy thì nó đơn giản là mình chỉ việc chọn cái sản phẩm mà hàng hóa mình nhập vào, đúng không ạ? Ví dụ đây, ví dụ như là đây chẳng hạn nhá. Đây, này, khi chị khai đúng nhá thì 511 cũng sẽ tự lên luôn. Đúng không ạ? Trong đầu của mình không cần sửa nữa số lượng đơn giá này. Và thể hiện bình thường, nhưng riêng dịch vụ ở đây thì bỏ kiêm phiếu xuất kho đi một tí. Và đây chọn cho em là hoàn thành công trình. Chị nhớ không? À rồi, vô hoàn thành công trình. Hoàn thành công trình hôm qua em tạo cho chị đây. 5113 này. Cho nên bài toán của doanh nghiệp chị là nó có 3 hướng mà. 5111, 5112 và 5113. Chị hiểu chưa? Thì khi vào các báo cáo bán hàng chi tiết, mình sẽ ra được báo cáo bán hàng, báo cáo bán thành phẩm và báo cáo dịch vụ.
nhá. Còn là, chưa vậy, vậy là cái công trình đó là mình cái gì có vô cái phần hoàn thành công trình thôi đúng không? Đúng rồi. Đấy, bài giảng trước em chị có ghi không? Hoàn thành công trình theo số hóa đơn bao nhiêu, công trình gì thì chị có thể chêm cái nội dung vào đây. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, và sang thống kê chọn công trình cho em. Nhưng mà hỏi cái trường hợp mà công trình mình nó không phải là thanh toán một lần. Ví dụ như là nó theo theo từng đoạn đúng không? Tạm ứng được một thì mình nó khi xuất khẩu xuất hóa đơn ra thì mình cũng ví dụ như 1 tỷ đi. Mình sẽ chỉ tạm ứng được một lần 30% thì 300 triệu rồi đợt một. Đợt 2 là ví dụ như 30% nữa là bạn là đợt 2 mà đợt cuối cùng khi hoàn thiện công trình nghiệm thu mới được phần cuối là cuối cùng là 400 triệu nữa, ví dụ vậy. Thì bạn thức là dạ. ba cái hóa đơn. Thì cái phần diễn giải mình sẽ theo cái hóa đơn chứ đâu theo hoàn thành. Theo hóa đơn. Nhưng thống kê thì chỉ chọn một công trình thôi chứ không ngắt giai đoạn ra làm gì hết. Đúng rồi, thống kê thì một công trình đó nhưng mà xuất làm ba hóa đơn đúng không? Vâng, đúng rồi đấy ạ. Vâng, cái này hôm buổi trước em cũng đã nói với chị rồi đấy, chị bị ghi vào. Như vậy là bán ra chị hoàn chỉnh cho em nhá. Mà chị cuối tuần này về làm cho em hết cái phần bán ra mua vào ấy. Rồi, okay. Đúng không? Rồi. Mình sẽ cố gắng quý 1, quý 2 vậy xong đi. Chứ bây giờ hình mới cả năm là không nổi đâu. Thì thôi dừng ở đây. Chị quý 1, nói chung là chị hoàn thành cho em hết đi, đầu vào đầu ra đi. Vì là nội dung đầu vào đầu ra em đã dạy hết cho chị rồi. Còn trong quá trình làm cái gì không hiểu chụp Zalo gửi cho em để em giải thích lại cho chị để chị làm. Tinh thần làm việc là như thế nhá. Vâng. Cũng về công trình mà cung cấp vật tư lắp đặt là nó thuộc công trình đúng không? Đúng rồi. Cứ có chữ lắp đặt là công trình. Chỉ nhớ cho em một câu là: thứ nhất, cái diễn giải này đổi lại cho em. Thứ hai, cái mã này là mã chung. Đối với công trình là tạo một mã duy nhất thôi. Chị ghi cho em luôn nha, tí nữa ghi nha. Còn thành phẩm và hàng hóa thì đương nhiên có tên riêng, mã riêng, đúng không? Mỗi mật mã gắn một tên. Còn công trình thì chị có thể làm chung. Cái quan trọng nhất ở chỗ là thống kê này, chị chọn tương ứng công trình nào để nhằm mục đích sau này ta sẽ so sánh doanh thu đi với giá vốn của từng công trình. Đấy, nói nhiều vấn đề lắm đấy. Doanh thu, giá vốn của từng mảng, rồi lại còn doanh thu, giá vốn của từng sản phẩm, từng hàng hóa và từng công trình. Đấy. Tại vì trong hợp đồng nó có cái dự toán, nó có những vật tư gì đó mình đưa hết cho công trình đó. Cái đấy sau này tính sau. Đúng, cái này em chưa nói, chưa đến lúc. Vâng, buổi sau nhá, buổi sau em sẽ giảng cái đấy. Rồi. Ok, vậy cảm ơn cô, để cho vô hết cái này đi. Chị vô hết cái này xong rồi chị. Vâng. Zalo cho Lan. Vâng. Vâng, thế chị nhá. Em chào chị ạ.